Với người đã khuất, cái chết là chấm hết mọi thứ, là kết thúc một đời người. Nhưng với người ở lại, đó chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Người ra đi để lại cho người ở lại sự hụt hẫng, tiếc thương vô bờ. Trong những lúc chia ly, chuẩn bị nghi lễ thủ tục sao cho trọn tình, trọn nghĩa với người đã khuất luôn được người thân mong muốn thực hiện. Hiện nay, do các phong tục tập quán vùng miền của nhiều nơi khác nhau, nên nhu cầu chuẩn bị thực hiện một nghi lễ cho người đã khuất cũng rất tỉ mỉ, chi tiết. Và để lựa chọn được các đơn vị chuyên nghiệp, chu đáo xử lý các tình huống thủ tục phát sinh trong nghi lễ vô cùng cần thiết với tang gia. Là đơn vị có kinh nghiệm 5 năm phục vụ, chuẩn bị cho tang gia và người đã khuất theo yêu cầu và phong tục tập quán của gia chủ. Dịch vụ mai táng Thiện Tâm sẵn sàng tư vấn và cung cấp toàn bộ dụng cụ, sản phẩm phục vụ nghi lễ. Với các chất liệu cao cấp, ngoại nhập, đa dạng các kích cỡ, kiểu dáng để tạo điều kiện dễ dàng lựa chọn cho người thân, thể hiện lòng thành kính với người đã khuất. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, tùy vào yêu cầu và dặn dò của gia quyến mà Thiện Tâm sẽ có những hình thức mai táng khác nhau tùy vào tập quán của từng nơi và từng gia đình. Với các gói dịch vụ được xây dựng dựa trên nhiều mức giá, gia quyến có thể lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với khả năng của gia đình. Trong những trường hợp đặc biệt, vì hoàn cảnh mà gia quyến không thể thực hiện các lễ cúng theo truyền thống, thủ tục, thì dịch vụ Thiện Tâm sẽ đảm nhiệm thực hiện tang lễ theo những tập quán cổ truyền của dân tộc để tiễn đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng được trang trọng và đúng theo phong tục. Dịch vụ xe Thiện Tâm có một đội ngũ sẵn sàng phục vụ. Phía trước và hai bên thành xe được thiết kế bố trí với các giá đỡ và các móc bằng thép không gỉ dùng để treo ảnh, treo vòng hoa với chất lượng tốt, đảm bảo các quy định, yêu cầu đề ra về vệ sinh kiểm dịch của Bộ Y tế. Ngoài những dịch vụ lễ cúng, nhạc lễ và xe tang, Thiện Tâm còn tổ chức chương trình chế độ bảo hiểm tang lễ. Chương trình bảo hiểm nhằm giúp cho các hội viên tham gia chuẩn bị trước hậu sự của mình hay giúp gia đình hội viên giảm bớt khó khăn nếu có tang gia diễn ra. Thiện Tâm luôn đặt mình là người con, người cháu, người thân trong gia đình để tổ chức một tang lễ chu đáo và hoàn thiện nhất. Thiện Tâm luôn mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất với sự uy tín, tận tình, chu đáo, phục vụ 24/24 và phục vụ tất cả mọi dịch vụ tang lễ tùy vào tập tục từng nơi. Ai cũng hiểu rằng trong lúc tang gia thì không thể đảm bảo toàn vẹn mọi vấn đề. Lựa chọn dịch vụ Thiện Tâm sẽ giúp gia quyến lo hậu sự một cách chu đáo và đúng thủ tục nhất.